Xin chào anh em, hiện tại tôi đang có mặt đây là cái vị trí này nó là gần Mỗ Nạo, đây là cái vị trí đây gần như là trung tâm quận Hà Đông. Hôm nay thì tôi muốn mời anh em cùng với tôi đến tham quan một cái bất động sản mà hiện tại tôi đang chuẩn bị hoàn thiện xong. Với cái bất động sản này, đây gọi là bất động sản về dòng tiền, là những cái nhà cho thuê. Với cái vị trí này, cái diện tích này nó là 45 mét vuông, mặt tiền đó là gần 7 mét. Được thiết kế đó là 8 phòng cho thuê. Thì sau đây thì tôi mời anh em cùng với tôi đến tham quan chi tiết về cái bất động sản này. Về cái sứ mệnh của cái bất động sản này, mục đích đó là tạo ra đó là để cung cấp cho cái giải pháp cho những cái nhà đầu tư về mong muốn sở hữu những cái bất động sản đó là mang cái tính chất đó là an toàn và cái tính thanh khoản cao và có cái dòng tiền từ bất động sản cho thuê. Và chúng ta cùng với tôi đến tiến sát ở cái vị trí cái bất động sản này. Tôi đang đứng ở cái vị trí mặt tiền trước cái mặt bất động sản này. Với cái mặt tiền nó quyền lực đó là 7 mét. Đây anh em thấy nhìn nó rất rộng phải không ạ? Ở đây thì nếu mà nhìn ngoài thì mình tưởng đó là hai cái bất động sản chầm một, nhưng không phải anh em. Với cái thiết kế ở cái bất động sản này, phong cách đó là về hiện đại. Đấy. Với cái thiết kế này là 5 tầng thì mặt trước ngõ nó khoảng hơn 3 mét, rất rộng. Đây. Hiện tại thì anh em đang triển khai công việc đến những cái gần những cái giai đoạn cuối cùng ở cái việc đó là hoàn thiện về xây dựng về cơ bản ở những cái tầng trên. Thì hiện tại thì đang thi công ngay từ phần trên xong giật xuống dưới. Đây là cái tầng 1. Hiện tại tương đối đang còn nhiều cái cốt pha, nhiều cái vật tư để vẫn còn rất bề bộn. Đây như vị xi măng này. Đấy, ví dụ cốt pha này. Thì dự kiến về cái tiến độ đây nó khoảng tầm hơn tháng nữa là xong anh em ạ. Đang chát ốp lát hoàn thiện dần. Đây là hệ thống nước, trục nước, ống nước. Ở đây thì tôi đi lên cái cầu thang này. Cầu thang ở đây là cầu thang một vế. Thì đây là một cái thiết kế cực kỳ tối ưu. Nó một vế mà đi rất nhẹ nhàng, thoải mái chứ không có cực quá gấp. Tôi đang ở đây là tầng 2. Thì mỗi cái sàn nó có 2 phòng. Đây ạ, thì đây cái phòng này tương đối nó cũng rộng. Với 45 mét vuông chia cho 2 phòng thì nó cũng tương đối là tối ưu về cái việc đó là đầu tư đây là và cái công năng mà để khách hàng ở. Ở đây lợi thế ở cái này nó cái mặt trước thì chúng tôi thì đang trổ nó ra to nhất để tạo cái ô thoáng và làm cho cái giá trị bất động sản là nó tốt hơn. Đặc biệt nhất là người ở đây thì có cái chỗ này có để thang, chỗ khu vực đựng đồ, đây khu nhà vệ sinh đấy. Đây, thì hiện tại hệ thống đường điện. Với cái bất động sản này thì hai phòng đều có cửa sổ rất to để đón ánh sáng và không khí. Đó là một cái lợi thế của cái bất động sản này. Như các bất động sản khác thì nó cái việc mà để hai phòng nó có cái mặt thoáng để đón ánh sáng không khí là coi như là rất rất hiếm, ít có cái bất động sản là vậy. Ở đây nó đã có cái lợi thế, nếu mà người ở đây là người ta rất thích. Thì tiếp đó tôi sẽ lên đó là cái tầng 3. Thì tầng 3 thì cơ bản nó cũng giống như vậy thôi, nhưng ở đây hiện tại cũng chát thì xong rồi. Thì anh em nhìn xem nó có sự khác biệt gì không. Thì ở đây đây anh em nhìn đây cái phần cửa sổ lô ra, nếu mà sau này ví dụ như khách hàng người ta đến ở đây người ta rất thích những cái phòng mà có cái cửa này. Vì nó sáng và thoáng. Ở đây nó đều có đầy đủ các cái chức năng về cơ bản. Khu vực đó là bếp này, khu vực làm việc, ở đây là khu vực nhà vệ sinh khép kín này, trong có là gác để đồ đây, trong cái ô trong ấy. Đấy. Với diện tích ở cái phòng này nó khoảng tầm khoảng gần 15 mét vuông, hơn 15 mét vuông một chút cả nhà vệ sinh. Thì trừ về cầu thang. Đấy, khoảng này 15 đến 18 mét vuông. Đây hệ thống ống nước. Đây là khu vực nhà vệ sinh, sau này sẽ chống thấm. Về vấn đề là vệ sinh là rất quan trọng, cái việc đó là về chống thấm. Đây là hệ thống ống nước đây, anh em nhìn thấy ống nước. Cửa ở trong nhà vệ sinh đều có những cái ô thoáng để tạo không khí, nó lưu thông, nó thoáng, nó không bị bí. Ở đây thực sự là tôi rất thích cái cầu thang này, thiết kế cực kỳ tối ưu. Ở phòng bên cạnh này ạ, phòng bên cạnh này. Đây đủ, hiện tại bây giờ anh em thợ xây đang ở đây. Đây, đang ở đây.
Tiếp đó tôi sẽ lên những cái tầng tiếp theo, đấy là tầng 3 đây, tầng 4 đây. Mặc dù nó không có chiếu nghỉ nhưng là nó đi rất thoải mái và dễ dàng. Ở đây thì nó sẽ không có thang máy, nhưng với cái số tầng 5 tầng thì cũng không cần thiết lắm về thang máy ở đây. Đây, tiếp đó tôi sẽ lên những cái tầng trên cùng. Cơ bản nó những cái tầng giống nhau rồi, nó sẽ là hai phòng một sàn và hai phòng đều có mặt thoáng. Đây là tầng trên cùng, tầng 5 thì có một phòng đây, phòng này tương đối rộng và đẹp. Với thiết kế đó là cung lăng thì tổng cái bất động sản này nó có 5 tầng, thì tầng 1 thì chỗ để xe và đó là một phòng, và từ tầng 2 cho đến tầng 4 thì đó là mỗi sàn nó sẽ hai phòng và tầng 5 một phòng, là tổng nó là 8 phòng. Với cái bất động sản này nó rất phù hợp với những cái nhà đầu tư, đó là vừa ở hoặc vừa cho thuê hoặc về có thể là cho thuê cũng được. Với cái sự khác biệt ở cái bất động sản này so với những cái bất động sản khác là đó, thứ nhất là nó ở cái vị trí nó cực kỳ đắc địa, đó là trung tâm quận Hà Đông, nó thuộc gần với cả Sở Tư pháp Hà Nội, cách khoảng 500m. Và đặc biệt nữa là nó cái bất động sản này nó có cái mặt tiền cực rộng, nó là 7m. Và nó thiết kế được đó là 8 phòng cực kỳ tối ưu, đều có hai mặt thoáng rộng. Nên cái người thuê ở đây là rất thích thuê. Ở đây thì xung quanh đó mật độ rất cao và có 5 trường đại học lớn như kiến trúc này, Hà Nội này, bưu chính viễn thông này, công nghệ giao thông này. Cái việc cho thuê nó cực kỳ dễ dàng. Thì với cái bất động sản này, về hồ sơ pháp lý của cái bất động sản này, thứ nhất nó là không vướng quy hoạch này. Thứ hai nó là chuẩn về pháp lý là có sổ đỏ này và có giấy phép xây dựng này. Phòng cháy chữa cháy sau này sẽ là tiêu chuẩn này. Với cái bất động sản này thì về cái việc đó là hồ sơ pháp lý, thứ nhất là về sổ đỏ này, thì đã có sổ này và đã có giấy phép về xây dựng này, và sau này sẽ hoàn thiện về phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn này. Và đặc biệt hơn nữa ở về cái bất động sản này nó không vướng về quy hoạch gì, nên anh em yên tâm cái việc hồ sơ, nếu mà anh em thiếu tiền vay ngân hàng vô cùng nó dễ dàng. Với cái bất động sản này dự kiến tiến độ là khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng nữa là hoàn thiện. Thì anh em nào nếu mà có nhu cầu quan tâm với cái bất động sản này, hiện tại tôi đang chào bán với giá đó là nhỉnh 6 tỷ, có thương lượng hãy liên hệ hoặc là ebook cho tôi.